Giang Ngọc Hà. Wow. Trong ca bài Về đâu mái tóc người thương phải không? Tấn Phong Ngọc Hà. À, trích đoạn Người tình là trên chiến trận. Ai mà sĩ Hoàng Tấn Phong và Ngọc Hà qua tiếng đàn của nhạc sĩ Văn Điền, Hoàng Nam và Hoàng Khang. Thưa Phong, xin chào tất cả đây là... anh chị em nghệ sĩ và tất cả quý vị khán giả đến dự buổi giỗ tổ của ngày hôm nay do bầu số Trần Cao Phương tổ chức. À, hôm nay chúng ta đến đây gặp ngọc anh quen cáp lên cái trò về hát gì thì vui không có cầm trước vậy đó, cáp cho một số hộ cái chỗ rất là vui được chưa? Ok, cái này có cách. À, cảm ơn cả nhà. Cái này mới mở có hai ba cái mà. À, hát tiếng Kiều. Anh chưa xa. Anh làm sao vậy? À, hát tiếng Kiều. Tại sao lại khóc? Tại vì khổ đã đi rồi. Khổ đã đi rồi. Tức là lại. Tại sao lại khóc? Một người xa lạ. Là em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ. Em yêu một người xa lạ. Thôi rồi. Nhưng anh chỉ nói với em một lời mà từ bấy lâu nay nôn nấp mãi trong tim. Thank you.
chứ kìa. Em phải về Mông Cổ. Không, em không về, em không về Mông Cổ. Tại sao? Vì em đã yêu rồi. Hả? Anh với em thật thử ông thơ đến bây giờ. Nếu chẳng em rồi, anh sống với ai đây? Làm khắp thế kìa. Anh phải nói, anh phải nói. Anh khắp thế kìa rồi. Còn gì nữa cả kiếm dám chân lên đôi số